tên là Nhật Khoa, IB42. Hôm nay em sẽ trình bày về lúa 3 đến 5 tuổi ở cho em. Thì nguyên nhân gây ra là khi ở độ tuổi 3 đến 5 là độ tuổi đang phát triển nhân cách. Thứ hai đó là tuổi này là trẻ rất là sợ đi học, cho nên nó không muốn đi học. Cái thứ ba đó là thường là ở nhà trường thì toilet dơ, cho nên trẻ sẽ hạn chế và không đi toilet. Cái thứ tư đó là ở nhà thường là xung đột giữa cha mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến cha em. Và cuối cùng đó là về cái ở trường sẽ có nhà bạo lực học đường. Rồi, bạn nào bổ sung nữa? Mời bạn quay cả. Em bổ sung của ý là có muốn chơi game ngồi lâu rồi. Ok, rồi ai bổ sung nữa? Mới hôm qua chúng ta thảo luận trên Facebook đó, nói này có nói đó. Thêm cái lúa 7 tuổi nữa đó là cái bài, bài của ông Trần Đăng Khoa trên cái báo sách giáo khoa. Dạ. Gì nữa? Ai còn bổ sung gì nữa? Cái vấn đề quan trọng là khi đứa bé bị lúa, ta phải thử nước tiểu của nó. Nếu như nước tiểu âm tính thì chúng ta đi tìm nguyên nhân trên đầu của nó. Nguyên nhân đó có thể phải vô trường mới xác minh được. Nhưng ta có thể hỏi em bé. Và nếu hiện nay ta có cái chế độ theo dõi con mình đi học, cháu mình đi học bằng camera, thì ta sẽ thấy ta tránh được rất là nhiều cái phiền hà. Nhưng đâu phải ai ba mẹ nào cũng có đủ tiền gửi con học vào những cái trường mà có camera đâu, vì trường đó quá mắc. Còn những công nhân thì sao? Họ đâu có tiền đó. Thậm chí còn nhiều cái tầng lớp, thậm chí bác sĩ đây có con còn không có tiền đủ để gửi cho nó những cái chỗ đàng hoàng. Dạ. Như vậy, nhắc lại, lúc của trẻ em chúng ta phải hài hòa giữa phát triển phần con và phát triển phần người. Và cái nền giáo dục của chúng ta đang sai. Đất nước của chúng ta đang có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó những cái trường công đủ chuẩn cũng không phải là ít, nhưng có quá nhiều trường không đủ chuẩn. Trường tư đủ chuẩn cũng không phải là ít, nhưng có quá nhiều trường tư không đủ chuẩn. Trường quốc tế ta không thể nói được là nó tốt hay nó không tốt, vì còn tùy thuộc vào văn hóa của Việt Nam nữa. Không phải trường quốc tế nào cũng có thể hài hòa được cái văn hóa của người Việt Nam. Đó là